Vừa qua thì E.T. đã đăng bức thư của minh tinh Angelina Jolie viết vào năm 2021 gửi tới chồng cũ là nam tài tử Brad Pitt khi cặp sao tranh cãi trước tòa về các vấn đề chia tài sản hay quyền nuôi con. Nội dung bức thư gây chú ý và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cũng như những lượt bình luận trên TikTok. Angelina Jolie bắt đầu thư bằng việc giải thích phải viết điều này bằng văn bản để tránh bị xúc động. Vấn đề đầu tiên Jolie đề cập trong thư là khu điền trang rượu nho ở Pháp, tài sản khiến cho cặp sao tranh cãi ở tòa nhiều năm qua. Trong thư, nữ diễn viên còn đề cập đến thói nghiện rượu của Pitt, điều dẫn đến những bất đồng và cuộc hôn nhân tan vỡ. Jolie nhắc lại các hành động của Brad Pitt khiến cô không vừa ý, như những khoản chi hay quyết định anh đưa ra không hỏi ý kiến vợ. Cô cho biết cảm thấy tổn thương sâu sắc và nghĩ rằng tất cả ảnh hưởng xấu đến con cái của hai người. Ở phần sau của bức thư, Jolie nhắc lại sự cố trên chuyến bay năm 2016 khi cô cáo buộc Pitt bạo hành gia đình và bóp cổ một đứa trẻ. Cùng tháng xảy ra vụ việc, Jolie đã đệ đơn ly hôn. Gương mặt của nữ ca sĩ Madonna trong video mới đây được cô đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cho những người hâm mộ bị sốc do khác biệt quá nhiều so với trước đây. Các nhà phê bình chia sẻ rằng họ đã rất sốc trước gương mặt của Madonna sau khi cô đăng một video trên trang Instagram cá nhân. Người ta gần như không thể nhận ra nữ ca sĩ đình đám của nước Mỹ, người được cho là quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Trong video mới, giọng ca của bản hit Like a Prayer để lộ đôi môi trúng chím khi làm điệu với kiểu tóc màu hồng sặc sỡ và lông mày đã bị tẩy màu. Đặc biệt, cấu trúc xương khuôn mặt của Madonna xương sầu và nhọn hơn bình thường. Cư dân mạng đã nhanh chóng chỉ ra rằng Madonna, 64 tuổi, trông không giống với chính mình. Thậm chí có người còn gọi nữ hoàng nhạc pop là quái dị. Một số người khác thì bày tỏ sự tiếc nuối vì Madonna từng là biểu tượng của sắc đẹp hiện đại, được nhiều người mơ ước và kết luận gương mặt hiện tại của Madonna có thể là hậu quả của việc bơm fillers và phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Tài tử The Rock mới đây chia sẻ, anh hy vọng có thể cùng với các đồng nghiệp tạo nên một chương mới cho vũ trụ điện ảnh DC với dự án phim Black Adam. Nam tài tử The Rock tên thật là Dwayne Johnson, giữ vai chính trong bom tấn siêu anh hùng sắp ra mắt của DC, Black Adam. Trong buổi họp báo trực tuyến mới đây, tài tử 50 tuổi chia sẻ, anh nghĩ cả ekip đều muốn làm một bộ phim độc đáo và khác biệt trong dòng siêu anh hùng thịnh hành, nhằm tạo ra một thời đại mới cho vũ trụ điện ảnh DC. Phim nhằm giới thiệu nhiều nhân vật mới tới công chúng. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nếu muốn tôn trọng nguyên tắc để chiều lòng người hâm mộ. Theo cốt truyện của DC, Black Adam ban đầu là một anh hùng mang tên Mighty Adam, tuy nhiên anh dần thoái hóa và trở thành ác nhân. Trong các tập truyện đầu tiên, Black Adam là tổ tiên gốc Ai Cập của siêu anh hùng Shazam. Anh tìm đến hiện tại để thách thức những hậu duệ. Tạp chí Rolling Stone của Mỹ mới đây đã công bố danh sách 50 album có ý tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Danh sách này cũng bao gồm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Trong đó, cái tên thu hút sự chú ý của người hâm mộ yêu nhạc K-pop chính là BTS, khi album Map of the Soul 7 phát hành năm 2020 của nhóm cũng lọt top danh sách này. Để được lựa chọn góp mặt trong danh sách, Rolling Stone đã định nghĩa các album, đánh giá những album theo chủ đề và sự liên kết giữa các ca khúc. Đó là những album chặt chẽ về mặt khái niệm, đồng thời vẫn sở hữu giai điệu hoàn hảo. Album của nhóm BTS được Rolling Stone xếp ở vị trí thứ 25 và được ca ngợi như một sự tham vọng trong việc sử dụng nhiều thuật ngữ triết lý nhằm vẽ nên một bức tranh chân dung hoàn chỉnh về con người thật của từng thành viên. Đây là một điều hiếm có đối với các thần tượng K-pop và BTS đã dám mở rộng và đi theo một ý tưởng hoàn toàn mới. Trước BTS, rất ít thần tượng nhà pop dám bày tỏ sự lo lắng khi phải duy trì hình ảnh trước công chúng như họ từng thử trong ca khúc Black Swan. Các chàng trai của BTS đã mở rộng góc nhìn phía sau sân khấu, phơi bày mọi sự sợ hãi bởi sự hào nhoáng và nổi tiếng bằng cách cho phép khán giả nhìn xuyên thấu nội tâm.